Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự bình an. Quý vị gia chủ tuổi Bính Tuất thân mến, chắc hẳn quý vị cũng đang rất tò mò về vận trình của mình trong tháng 7 âm lịch này sẽ diễn ra như thế nào, đúng không ạ? Tháng 7 chính là thời điểm cực kỳ tốt đối với quý vị gia chủ tuổi Bính Tuất, được tam hợp cục diện với Thái Tuế, nên trong tháng 7 âm lịch này mọi phương diện của tất cả quý vị đều được thuận buồm xuôi gió, một tin cực kỳ tốt lành, phải không ạ? Trong khoảng thời gian trước đó thì quý vị gia chủ tuổi Bính Tuất có nhiều điều khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Nhưng tháng 7 này thì sẽ khác, gặp được rất nhiều may mắn và có nhiều cơ hội tốt đẹp về thành công. Công danh sự nghiệp có thể lên cao ở độ tuổi này. Phần gia đạo lại cực kỳ tốt đẹp. Thành công của tất cả quý vị có được là nhờ vào sự giúp đỡ từ bạn bè, ít được giúp đỡ từ gia đình. Tóm lại, trong tháng 7 âm lịch này, quý vị được quý nhân, được bạn bè giúp đỡ rất nhiều và hơn nữa nhờ vào năng lực của mình, thì tháng 7 này chính là thời điểm vất lên như diều gặp gió, do ăn ở phước đức, hiền lành, làm nhiều điều tốt đẹp, tích đức để lại cho con cháu. Và về sau thì tất nhiên là con cháu của mình cũng được hưởng cái phước phần của mình. Quá tuyệt vời, phải không ạ? Và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn, ngay sau đây sẽ là phần nội dung mà chúng tôi sẽ luận giải về lá số tử vi của những quý vị gia chủ tuổi Bính Tuất. Và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn, ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần luận giải lá số tử vi của những quý vị gia chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 trong tháng 7 này. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan của quý vị gia chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 mệnh ốc thượng thổ, nghĩa là đất nóc nhà. Người tuổi Bính Tuất có tính nguyên tắc, lập trường rất cao. Tâm lý của những người tuổi Bính Tuất luôn hướng tới việc bảo vệ, che chở những người khác, lấy đó là mục tiêu và là con đường duy nhất trong suốt quá trình hoạt động của mình. Bảo vệ người khác với hệ thống phép tắc quy phạm chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời và là khuôn vàng thước ngọc hệ quy chiếu chuẩn chỉ trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện và hành xử. Thường ngày hay bất cứ hoàn cảnh nào họ cũng là người mô phạm đạo đức, ung dung và hiền hậu. Người tuổi Bính Tuất mệnh ốc thượng thổ có phần khô khan trong lối sống, chỉ biết làm tốt nhiệm vụ lại cứng rắn nên nhiều người không hợp hoặc thấy họ lạnh lùng, cô độc. Trong xã hội, họ là những tấm gương mẫu mực rất đáng noi theo, học tập cả về đạo đức lẫn tác phong. Vì thế họ thường trưởng thành sớm và trở thành những người thầy giỏi, nhà hiền triết hay các nhà quản lý tài ba. Cách làm việc và tác phong của họ rất cẩn trọng, logic, chặt chẽ và thiên về phòng thủ giữ gìn, không mạnh về tiến công và nếu duy trì ổn định trật tự thì tốt. Tháng này gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt, tình cảm gia đình bền vững là những niềm vui tinh thần cực lớn với con giáp này. Trong năm đương số cũng rất dễ phạm tiểu nhân, họa thị phi, nghiêm trọng còn có thể dính líu tới pháp luật, kiện tụng. Vấn đề sức khỏe cũng chính là dấu hiệu sụt giảm, cần chú ý chăm sóc cơ thể. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Bính Tuất nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Hầu hết những người tuổi Bính Tuất ở tuổi này đều đã về hưu và không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp. Nhưng với những người vẫn còn lo nghĩ về đường công danh thì tháng này không phải là một tháng khá may mắn. Thậm chí có người còn gặp rắc rối với mối quan hệ đồng nghiệp, đối tác, các bên không đồng nhất quan điểm, dễ dẫn đến đấu đá, loại trừ nội bộ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, không ít người dễ gặp họ phá tài, phải bỏ ra một khoản tiền lớn vì anh em bạn bè hoặc đổ nhiều tiền đầu tư vào các dự án bất động sản nhưng chưa thể thu hoạch được thành quả như mong muốn. Nếu tình hình đầu tư không hiệu quả đó kéo dài quá lâu, đương số nên suy nghĩ lại về con đường mình đã chọn, đừng cố chấp một cách mù quáng, cũng nên hạn chế giao lưu với những người không đáng tin cậy kẻo bị lừa lọc, lợi dụng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ,
Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ 3, về mặt sức khỏe. Trong tháng 7 âm lịch, sức khỏe của những người tuổi Bính Tuất không có điều gì đáng lo ngại. Chỉ có điều tinh thần của bạn không được tốt, bạn sẽ gặp phải chuyện buồn về một số chuyện đã qua. Hãy nhanh chóng thoát ra khỏi cảm xúc đó. Tuy nhiên, tử vi Mậu Thân nhắc nhở bạn chớ nên âu sầu lo lắng về những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ được. Tuổi này của các bác, sự nghiệp hay tiền tài không còn là nỗi lo lắng hàng đầu, sức khỏe mới là điều quan trọng. Trong tháng này các bác cần phải chú ý khi đi ra ngoài, xem tử vi tháng Mậu Thân có thể cho thấy xảy ra tai nạn bất ngờ do xe cộ hoặc vật nặng đem lại. Ở độ tuổi này, chỉ một tai nạn nhỏ cũng có thể ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của các bác, khả năng hồi phục gần như là không có. Nên chúng tôi Phong Thủy Lộc Tài nhắc nhở các bác hãy cẩn trọng. Các quý vị gia chủ tuổi Bính Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý vị gia chủ tuổi Bính Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Trong tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần, gia đạo yên ổn, các mối quan hệ xã giao, gia đình, bạn bè đều hài hòa tốt đẹp nhờ thái độ đối nhân xử thế khéo léo mà luôn được mọi người yêu mến, kính trọng. Gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt, tình cảm gia đình bền vững là những niềm vui tinh thần cực lớn đối với quý cô bác ở độ tuổi này. Nếu đang sống đơn thân, tuổi Bính Tuất có cơ hội gặp được người khác phái, vun đắp tình cảm ấm áp lúc tuổi già. Có thể ở tuổi này tình yêu không còn quan trọng, nhưng cũng chính là niềm vui an ủi tuổi về già. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm, đại dịch thổ, tháng thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 7 năm 2022, tức ngày 7 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp nhâm thìn, có nạp âm trừng lưu thủy. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 7 năm 2022, tức ngày 19 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là giáp thìn, có nạp âm phúc đăng hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Bính Tuất trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 7 năm 2022, tức ngày 6 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Mão, có nạp âm Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 7 năm 2022, tức ngày 18 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Quý Mão, có nạp âm Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phố Long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 trong tháng 7 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này thì quý vị sẽ có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 7 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Thưa quý vị, cuộc sống đôi khi có những khó khăn thử thách là để thách thức chúng ta lớn lên, trưởng thành hơn và hoàn thiện hơn.
Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này, mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.